Một người đàn ông là nhân viên bảo vệ tại một tòa công ty đã kể lại một câu chuyện vô cùng đáng sợ mà anh ta đã gặp phải khi đang trực ca đêm tại nơi làm việc của mình. Theo như những gì mà người đàn ông đã chia sẻ, câu chuyện đáng sợ đã bắt đầu xảy ra với anh ta là vào một buổi tối cách đây khoảng vài ngày trước. Theo đó, cũng như mọi khi, vào đúng 11 giờ, anh đã đến nơi làm việc để thay ca trực đêm cho một người đồng nghiệp. Tuy nhiên, vào tối hôm nay, dường như có điều gì đó khá bất thường đã xảy ra. Khi người nhân viên bảo vệ đi về phía gần khu vực nhà vệ sinh để kiểm tra, thì lúc này có lẽ như anh ta đã cảm thấy bất an khi vô tình nghe thấy một số tiếng động bí ẩn đang phát ra từ bên trong phòng vệ sinh gần đó. Cảm thấy khó hiểu và tò mò về thứ âm thanh kỳ lạ mà mình đã nghe thấy, ngay sau đó, người nhân viên bảo vệ đã quyết định đi vào bên trong nhà vệ sinh để kiểm tra. Và có lẽ như trong lúc anh ta không thể phát hiện được gì và quyết định rời đi, thì lúc này, bất ngờ khi quay lưng lại, anh ta đã vô cùng ám ảnh khi bất ngờ chạm mặt với một thứ gì đó trông rất đáng sợ. Hello. Anyone inside? Need help out? Theo như bạn có thể thấy, thứ quái dị đã khiến cho người nhân viên bảo vệ vô cùng ám ảnh khi bắt gặp vào tối hôm đó. Nó chính xác là một hình dáng ma quái, với mái tóc xõa và khuôn mặt nhợt nhạt ấn lạnh, đã bất ngờ xuất hiện phía sau lưng người bảo vệ khi anh ta chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh đó. Sau khi trải qua sự việc lạnh người trên, ngay sau đó, người bảo vệ đã quyết định liên hệ với giám đốc của tòa công ty để kể lại toàn bộ vụ việc mà anh ta đã gặp phải, và làm đơn xin nghỉ việc ngay lập tức. Theo bạn, những tiếng động kỳ lạ và hình dáng ma quái trông vô cùng ấn lạnh đã xuất hiện bên trong tòa công ty kia, đó liệu có phải là sự xuất hiện của ma quỷ hay không? Nhớ cho tôi biết ý kiến của bạn ở bên dưới phần bình luận nhé. Nhiều ngày qua, một người phụ nữ có tên Jenna đang làm việc tại một khách sạn ở Alberta, Canada, đã chia sẻ một đoạn video vô cùng rùng rợn tại chính nơi làm việc của mình. Được biết, khách sạn này là nơi được cho là địa điểm ma ám đáng sợ, khiến cho rất nhiều người sau khi đặt chân đến đây đều cảm thấy ám ảnh. Theo đó, một trong những lý do khiến cho khách sạn này trở thành nơi huyền bí có lẽ là do khách sạn này nằm đối diện với một khu nghĩa trang lớn, nơi được nhiều người báo cáo rằng họ thường xuyên trông thấy những hình bóng mập mờ xuất hiện vào lúc nửa đêm. Quay trở lại với câu chuyện của Jenna, ban đầu, dường như cô ấy đã cảm thấy có chút lo lắng khi xin vào làm việc ở khách sạn đó, đặc biệt là sau khi nghe những câu chuyện ma ám mà đồng nghiệp kể cho cô nghe. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, cô ấy vẫn quyết định ở lại làm việc trong một khoảng thời gian dài. Và vào một buổi sáng khi Jenna đang nói chuyện với một vài đồng nghiệp ở quầy lễ tân, thì có lẽ như cô ta đã vô cùng hoảng sợ khi vô tình trông thấy điều gì đó bất thường trên camera. Spiritual.
special people that come here and do their stuff. I said, it's not the hotel that's haunted, it's the graveyard. Oh. So this service road here where Danny and I used to park, that's the old Stony Plain Road. Do you really think they, when they dug up all the bodies here, that's a good one, moved them over to the graveyard? They dug up the bodies and what? Bạn có thể thấy thứ quái dị mà camera giám sát đã quay lại được dưới sự chứng kiến của Jenna và một số đồng nghiệp của cô ta. Đó dường như là một hình bóng mờ nhạt có màu trắng đã bất ngờ xuất hiện gần đó và di chuyển lơ lửng trên không trung một cách kỳ lạ. Và điều đáng sợ này đã thật sự khiến cho Jenna vô cùng ám ảnh. Sau khi sự việc đáng lo ngại xảy ra, một số đồng nghiệp của Jenna đã cho biết rằng chủ của khách sạn đã từng mời đến một số chuyên gia tâm linh và sau khi đến đây, họ đã cho biết rằng những hình bóng bí ẩn đã xuất hiện ở đây rất có thể là do những linh hồn đến từ khu nghĩa trang ma ám kia. Vậy theo bạn nghĩ, hình bóng trắng dị thường đã xuất hiện bên trong khách sạn kia liệu có phải là một linh hồn của ai đó đến đây từ khu nghĩa trang kia hay không? Đừng quên để lại suy nghĩ của bạn ở bên dưới nhé! Đoạn video bí ẩn được chia sẻ bởi một người đàn ông giấu tên về cảnh quay ớn lạnh được trích xuất từ camera giám sát hành trình trên xe của anh ấy. Theo như người đàn ông kể lại, đoạn video mà anh ta chia sẻ, nó chính xác là được camera trên xe của anh quay lại vào một đêm muộn khi anh đang lái xe về nhà qua một con đường vắng. Sau đây là đoạn video mà người đàn ông đã chia sẻ, cùng xem nhé! Theo như bạn có thể thấy, khi người đàn ông đang lái xe trên con đường này, thì bất ngờ, anh ta đã vô cùng hoảng loạn khi suýt va chạm với một nhân vật bí ẩn đang xuất hiện ở giữa đường. Nhưng may mắn thay là anh ta đã nhanh chóng rẽ sang trái để tránh va chạm. Đoạn video ớn lạnh sau khi được đăng tải, dường như nó đã khiến cho rất nhiều người tin rằng nhân vật bí ẩn đã xuất hiện trên con đường kia, đó là một linh hồn của ai đó từng gặp tai nạn và không qua khỏi trên con đường này. Tuy nhiên, một số khác lại đưa ra nhận định rằng đó chỉ đơn giản là một người say xỉn đã xuất hiện ở giữa đường. Vậy theo bạn, bạn nghĩ sao về hai giả thuyết trên? Nhớ nêu lên ý kiến của bạn ở bên dưới phần bình luận của video này nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.